Lưu Hoàng là người lần đầu tiên đến nhưng còn bỡ ngỡ quý vị ạ. Đây, open the door. Trời ơi. Hồi xưa khi mình còn học ở trong trường là mình học giỏi môn gì nhất? Chắc là môn ngữ văn. Ví dụ như là hả, tả về một con mèo tả sao? Mỗi buổi sáng người thường đánh thức tôi trước khi đi học á, ngoài tiếng thánh thót của mẹ thì có một cái tiếng thánh thót khác vang lên nhưng không phải chim. Đó là con? Con mèo. Bạn mèo đó tên là? Chibu. Ở nhà em có mua một con mèo tên là Chibu thật. Thiệt hả? 2 phút dành cho Lưu Hoàng bắt đầu. Đây là câu đối thành ngữ rất dễ. Bán gì thường không ngẩng mặt lên trời? Bán gì thường không ngẩng mặt lên trời? Ai biết giơ tay ạ? Ai cũng biết. Bán đất. Ủa, gia đình mình bên bất động sản hả? À, thành ngữ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đúng rồi. Quá giỏi anh ơi, gia đình tự hào vậy anh. Đây là câu mà nói về những ông bà người nông dân hồi xưa là làm lụng vất vả đến nỗi là lúc nào cũng phải vậy nè. Tại hồi xưa cái động tác mà cấy lúa và gặt lúa là luôn vậy. Người nông dân mình cực khổ lắm. Đây là một câu thành ngữ tiếp theo. Bán gì một nửa tin tưởng, một nửa nghi ngờ? Quá dễ. Bốn chữ. À, thành ngữ bán gì một nửa tin tưởng, một nửa nghi ngờ. Bán tính, bán nghi. Chính xác. À. Yeah, giỏi quá ta. Có thích thể thao không? Có, em có thích. Đó là môn gì? Bóng bàn. Có thích bóng gì khác không? Các thể loại bóng. Bóng rổ. Bóng đá. Đây là một câu đối chữ mà phiên âm tiếng Anh. Cầu thủ châu Âu nào rất giỏi chơi khăm đối thủ? Châu Âu à, chơi khăm đối thủ. Chơi khăm đối thủ có thể là... Trời ơi, gái biết luôn hả? Wow. Chơi khăm là Beckham. Beckham, yeah. David Beckham. Lên. À. Đây là câu thành ngữ. Thời xưa, phụ nữ nâng gì, sửa gì để giúp đỡ chồng? Nâng gì, sửa gì, em nghĩ là thành ngữ nâng khăn, sửa túi. Lên. Ôi, lên đến câu số 4 rồi kìa. Đây là một câu đố về cái phiên âm về chữ tiếng Anh giống như hồi nãy. Mai, một bạn tên là Mai là người nước ngoài rất đô con. Hỏi tên tiếng Anh của Mai là gì? Mai đô con à? Tên tiếng Anh của Mai là gì? Ai biết giơ tay? Trời ơi, giỏi vậy. Nói được không ạ? Đáp án là gì? Đáp án nói được không ạ? Nói được, nhưng mà không nên thôi. Michael. Ồ, kìa, người ta mới nói kìa. Michael. Xuống. Anh mới chưa? Anh kêu mà ai biểu nói, mình cùng đợi, mình nhắc là không được công nhận. À. Mà tại vì tụi em quý anh, tụi em respect. Thôi quý anh chị. Chị mới vô mà, chị có biết gì đâu, anh kêu chị nói thì chị nói thôi. Trung Du nói là có nói được, có được nói không? Thì Trường Giang mới nói là gì? Nói thì được nhưng mà không nên. Mà Trung Du vẫn nói, dẫn xuống nha. Em không cứu được gia đình mình. Ca sĩ Mai Ra Trần cùng các ca sĩ khác thích la cà để làm gì? Tên một chương trình. À, trời ơi, em mới xuống núi luôn. Vừa đi vừa hát hả? Vừa đi vừa khóc là phim. Thôi em chịu rồi. Rồi trả lời đại nhanh như chớp. Nhanh như chớp. Không, chính xác. La cà hát ca. La cà hát ca. Đây là một chương trình về âm nhạc. Câu tiếp theo, Sa là một bạn tên là Sa. Sa với tay lên xà nhà, lấy cọng xả xuống xả sạch, nấu nước mát uống xả stress. Hỏi câu trên có bao nhiêu chữ S? Anh Giang cho em xin lại lần nữa. One more time, Giang, please. Tôi lo cho Harry câu này quá. Sa với tay lên xà nhà, lấy cọng xả xuống xả sạch, nấu nước mát uống xả stress. Hỏi câu trên có bao nhiêu chữ S? Câu trên có 3 chữ S. Không, chính xác. Đáp án là 6 chữ S. Chữ xa là 1, chữ xả là 2, chữ sạch là 3. Em nghe xong em chỉ chết quá anh Giang ơi. Riêng chữ stress là có 3 chữ S. Rồi, cái này em chịu. Hiểu thua. Yeah. Đây là một câu hỏi khó. Tiệm chạp phô là tên gọi dân gian của cửa hàng bán gì? Tiệm chạp phô. Chạp phô
Trà Phô là tên gọi dân gian của cửa hàng bán gì? Thực ra đây là một cái tên gọi của những người người Hoa. Kệ anh qua câu đi, nó không biết. Bán vàng mã. Bán vàng mã. Không chính xác. Đây là tiệm tạp hóa. Trong lời bài hát À Lôi, rapper W2T biết chơi loại nhạc cụ gì? Lời bài hát. Thay vì thích em nhiều quá em À Lôi. Biết có câu à? Phải thuộc lời rồi, thôi em chịu. Chịu. Kèn, trả lời. Kèn, kèn, kèn. Đáp án là guitar. Trang bảo em chơi đàn tính, còn anh thì gãy đàn guitar. Câu tiếp theo. Bánh gì vừa ăn vừa ngó trước ngó sau? Đối chữ. Bánh gì vừa ăn vừa ngó trước ngó sau? Bánh gì vừa ăn vừa ngó trước ngó sau? Bánh gì vừa ăn vừa ngó trước ngó sau? Bánh tráng, bánh tráng. Một câu đối chữ. Bánh tráng. Không chính xác. Trong câu hát Bậu Sang Phà Rạch Miễu. Hết giờ. Bánh gì ta? Bánh canh. Bánh canh. Như vậy là Lưu Hoàng, thưa quý vị thân mến, mang về 4 đáp án liên tiếp chính xác. Xin chúc mừng.